Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Rồi, sau cái trước hai chân nhẹ nhàng, trước cũng được. Trước chưa bao giờ ngồi được thế ha. Tôi bị cái này là mấy năm rồi, 3-4 năm rồi. Để uống thuốc giảm đau, đi bác sĩ là uống thuốc giảm đau, uống cũng mấy năm rồi. Thì bây giờ là tôi mới làm đây, anh ấy mới làm cho tôi hai cái chân xong, bây giờ tôi ngồi lên đứng xuống rồi. Vui không chị? Dạ vui, hạnh phúc lắm chị ơi. Rồi đâu chỉ cho ông thầy xem nào, ông thầy đó nào. Ông thầy tân thầy, tức là đến đây lần đầu tiên ha, đến xin chữa bệnh, tức là cũng là bệnh nhân đến chữa đúng không? Tôi là bệnh nhân đến chữa bệnh. Chị ngồi xuống đứng lên được không? Dạ, em bây giờ thì nó cũng giảm được 50%. Được rồi, đỡ hơn, cũng đỡ hơn hồi nãy 50%. Rồi, xin mọi người chào vào tay. Dạ. Xin giới thiệu, tôi tên là Trần Hương Liêm, năm nay tôi 58 tuổi rồi. Hôm nay cái chân nó đau, tới đây học thì sau cái sự hướng dẫn của thầy giáo, giờ cảm thấy là tương đối mình đứng lên ngồi xuống nó tốt. Cảm ơn rất là nhiều. Anh đứng lên ngồi xuống thử xem ạ. Ok rồi. Cảm ơn. Đứng lên ngồi xuống được ra. Trời ơi. Sao chị có cảm nhận thế nào? Tới hai chân nó khỏe. Ok, cảm ơn chị. Đây là vấn đề nan giải đây, làm sao? Rồi chị cứ đứng lên ngồi xuống đi. Mọi người thấy sao? Ai hộ khó khăn mà giờ được thấy khỏe rồi. Mọi người biết không, trường hợp của chị này chị về chị phải giảm cân nữa. Giảm cân nữa thì sẽ giảm tải cho cái khớp gối nha. Dạ. Tôi Lâm Trần Trắng, năm 69 tuổi. Mà chân đó thì lại quăng, đôi lúc đau bên này, đôi lúc đau bên phải. Nhưng bên đây làm xong thấy cái món này như chạy được, cái nhẹ nhõm nhiều lắm. Đứng lên ngồi xuống được không em? Được, không gì. Cải thiện được sinh hoạt rồi ha, cải thiện vận động là mừng rồi. Mọi người nhớ nha, khi chúng ta cải thiện được cái khớp gối, chúng ta tăng được cái vận động là chúng ta giúp cho chúng ta phòng ngừa được rất nhiều chứng bệnh, vì là chúng ta có vận động ha. Tôi tên là Trần Trắng, 58 tuổi. Tôi bị đau hai khớp gối rồi, sưng đi đứng khó khăn, đi để tôi đứng. Bây giờ thì làm vài cái. Rất là nhiều ạ. Tên Vương Nguyệt Hòa, 60 tuổi, theo 11, chân tôi bị lên cầu thang xuống cầu thang nhẹ cớp. Nhưng mà nãy giờ qua hướng dẫn bài quá trình của cô hướng dẫn để làm mà bây giờ tôi thấy rất là nhẹ, hết 80%. Cảm ơn cô. Lên ngồi xuống đi. Rồi, làm cái nữa. Khi về thì mọi người sẽ được, mỗi người sẽ được cầm một cái tờ công thức này. Và chúng ta sẽ dựa theo cái công thức này để chúng ta sẽ tự làm tiếp để điều chỉnh cho mình khỏi hoàn toàn. Và một chút xíu là cái kỹ thuật này nó rất là đơn giản. Và nhớ dùm tôi là khi nào có sưng nóng đỏ đau thì chúng ta về chúng ta chườm đá lạnh cho đến lúc nào mà cái hiện tượng đau viêm nó hết, mình ức chế được cái phần tê viêm á, thì lúc đó chúng ta sẽ chuyển sang chườm đá nóng lạnh. Đá nóng lạnh tức là sao ạ? Tức là chúng ta sẽ chườm nóng cái vùng khớp gối, sau đó chúng ta lại tiếp tục chườm lạnh, rồi nóng, rồi lạnh, xen kẽ như thế để nó làm kích thích lại, nó làm sạch cái mạch máu và nó sẽ phục hồi lại chức năng của cái khớp gối của mình. Được chưa mọi người? Nhớ như đầu tiên là chống viêm, sau đó là sẽ tăng cái sức phục hồi của gối, đảm thông bế tắc, thì đấy chính là một cái giải pháp trọn vẹn. Tuy nhiên vẫn chưa trọn vẹn nếu chúng ta thiếu cái mục chườm đam. Mọi người biết là trường gan thầy có nói rồi, 1 giờ có 60 lít máu đi qua gan, và khi chúng ta làm nóng cái dòng máu lên, tức là trường ẩm nóng ở đây thẩm thấu nhiệt vào lá gan, thì 60 cái lít máu đó nó sẽ có mười mấy cái vòng tuần hoàn. Cơ thể chúng ta có từ 4 đến 5 lít máu ạ, thì mười mấy vòng tuần hoàn đi khắp cơ thể thì nó sẽ đến từng cái mạc mao mạch nhỏ nhất. Và mọi người biết là có nhiều học viên ấy, lúc trước khi học tới đây ấy, thì chân bước không được, chỉ có trường gan như hồi đó, còn họ còn chưa được học cái kỹ thuật làm khớp gối chuyên nghiệp như chúng ta ở đây đâu, chưa có chuyên nghiệp như này đâu, chỉ có trường gan thôi. 3 tháng sau chân đi lại như thanh niên, đá chân, đá cước được, đá quyền được, và đi bước cầu thang rất là dễ dàng. Mọi người mới thấy là cái hiệu quả của trường gan lớn cỡ nào. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 79 2206, 0918 133 635. Chi tiết trên website www.thapchilientam.vn.